Giai đoạn này là giai đoạn đang chuyển mùa, rất là xe lạnh. Khu vực nhà các bác nhiệt độ bao nhiêu thì hãy comment xuống dùm em Khánh để em Khánh biết, có thể tư vấn cho các bác được tốt hơn. Chuẩn bị đến Noel rồi, giai đoạn này là giai đoạn và xe lạnh làm cho cây chậm sinh trưởng và mưa bắt đầu giảm dần, gần như là hết mưa. Thì giai đoạn này là một trong những cái giai đoạn mà làm cho con nhện nó phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Thì bác nào mà chưa biết cách kiểm tra nhện thì hãy comment tôi xuống dùm em Khánh nha, hoặc là xem lại các cái video ở trên kênh của em Khánh bằng cái phương pháp là kiểm tra nhện. Em Khánh biết rằng là bác đang xem video này có rất là nhiều các bác đang rất là cao tuổi, 50, 60 tuổi, thậm chí 70 tuổi, mắt rất là yếu. Thì mình có thể dùng một cái điện thoại smartphone ha, smartphone, và các bác rủ xuống dùm em Khánh nha, ôm cả này rủ xuống dùm em Khánh ha, dụ hết xuống dùm em Khánh. Và sau khi đó thì các bác để cái màn hình nó đen xì như này thì các bác sẽ nhìn thấy cái con nhện nó đang bò lom com như thế này. Đấy là các bác đang còn mắt đang còn sáng còn tinh thì còn mới nhìn được. Còn đối với những bác nào mà như đầu vị như khi nãy em Khánh nói đó, đã cao tuổi rồi, mắt kém rồi thì rất là khó để kiểm tra nhện đúng không ạ? Thì các bác có thể là mở camera ra ha và zoom cái ống kính tối đa có thể. Cái máy của em Khánh thì ống kính nó rất là kinh khủng, nhưng mà máy quý bà con thì đâu đó nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình cứ zoom hết ra rồi mình cho vào cái lá và các bác sẽ nhìn thấy được con nhện. Nếu mà nhìn thấy con nhện nó bò lỗm ngỗm như vậy thì mình hãy phun, phun nha các bác nhá. Còn nếu mà để chắc thì chắc chắn là rất là nhiều bà con mình sẽ kiểu gì cũng có giày thì mình phun phòng cho nó chắc, được không ạ? Còn bác nào mà khi mà có rất là nhiều bác thì bảo là ui cái nhện đỏ thì lúc nào nhìn nó bạc cái lá ra thì lúc đó thì mình mới đi phun, thì cái lúc đấy là quá muộn rồi các bác, lúc đấy là quá muộn rồi, quá trễ rồi. Vì nhện nó đã đánh cho, nó đã nằm ở trên lá này, nó hút hết tất cả các cái diệp lục này làm lá nó bạc ra rồi. Mắt thường mình nhìn thấy thì gần như cái chức năng của lá nó đã rất là kém rồi, nó hỏng rồi, đúng không ạ? Bác nào mà đang quan tâm đến nhện thì hãy comment nhện xuống dùng em Khánh. Em Khánh test hàng trăm loại thuốc thì mới ra được một cái loại rất là ngon và rất là ok để giúp cái bà con phòng nhện nó tốt hơn. Vườn nào bị nặng hoặc là các bác phòng, hoặc là các bác muốn làm cho cái việc mật độ nhện nó xuống ở một cách thấp nhất thì lấy sản phẩm của em Khánh về quánh một phát, rồi sau này các bác luân chuyển các thuốc, dòng thuốc nhện khác nhẹ hơn cũng được, đúng không ạ? Em Khánh thì hay khuyên với bà con là thôi một lần nặng đô và có thể hai lần nhẹ đô, hoặc nếu vườn nào bị nặng thì hai lần nặng đô một lần nhẹ đô, đúng không ạ? Cái việc thuốc nhện nó cũng như kiểu rầy các bác, cái việc nhện đỏ nó kháng rất là nhanh nên các bác cũng phải đảo thuốc dùng em Khánh ha. Đảo thuốc dùng em Khánh cũng giống như việc rầy á, có rất là nhiều bà con mình cứ phun rầy đi phun rầy lại nhưng mà nó không chết, vì mình dùng rất là nhiều các cái loại, tên thuốc thì khác nhau nhưng hoạt chất và gốc thì giống nhau, đúng không ạ? Và cái việc mà khi mà rầy á thì nó lại còn khác nữa là cái việc em Khánh để cộng này, thứ nhất là xông hơi, xua đuổi, tiếp xúc, lưu dẫn, và chống cái sự sinh sôi phát triển. Có nghĩa là con rầy nó không sinh sản nữa, con nhện nó không sinh sản nữa. Các bác hình dung ạ, để giảm cái mật độ nó xuống thì nó mới tính hiệu quả nó rất là cao. Còn rất là nhiều bà con mình không, chưa có kỹ thuật hoặc là đang rất là lơ mơ thì các bác cứ đặt câu hỏi xuống, em Khánh sẽ giải quyết cho các bác ha, để tư vấn cho các bác, giúp cho quý bà con được làm cây sầu riêng nó được tốt hơn. Tem nông nghiệp Tây Nguyên, TK vì sự được mùa của quý bà con. Nhớ bổ trong cánh quả sẻ, bổ trong cánh quả sẻ nhá. Tác ai đó mà chưa biết cách làm để họ có những cái kiến thức rất là cơ bản để họ có thể làm cho cây sầu riêng mình được tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con.